Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết sau khi bắt quả tang nhà thầu thi công quốc lộ 14, đoạn cầu 38 Đồng Xoài, tưới nhựa thi công sai quy trình, đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và phải có giải pháp chấn chỉnh ngay việc này. Đáng chú ý là đơn vị thi công gói thầu này hiện cũng đã bị đình chỉ thi công. Theo ông Dương Hồ Minh, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, khi kiểm tra hiện trường tại km 926-800 thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước vào ngày 17 tháng 10, Ban Quản lý đã bắt quả tang nhà thầu đang tưới nhựa thấm bám để chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, bề mặt đoạn tưới nhựa thấm bám xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi. Nếu thảm bê tông nhựa sẽ khiến bề dày bê tông nhựa khác nhau, khi đưa vào lưu thông có thể làm nứt vỡ mặt đường. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu đối với đoạn đường đã tưới nhựa thấm bám sai quy định, nhà thầu phải cho lưu lại, đảm bảo độ chặt bằng phẳng rồi mới tưới nhựa thấm bám và thảm bê tông nhựa. Sau khi nhận được yêu cầu của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, công ty Đức Thành Gia Lai cho biết đã tạm dừng thi công đối với nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Đạt Gia Lai.